Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato đang có mặt tại công trình nhà thờ họ Phạm chi tộc xóm Thanh Hùng tại xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định để thăm kiểm tra tiến độ công trình, chất lượng thi công công trình nhà thờ của gia đình Bắc Truyền tại đây. Thì xem mời mọi người chúng ta cùng vào bên trong để tham quan tiến độ cũng như là xem là đã làm được những cái hạng mục nào rồi nha mọi người. Xin mời ạ. Đây rồi, rất may chúng ta đã gặp được bác Truyền. Thì xin bác một số câu hỏi phỏng vấn một chút. Thì xin chào bác. Giới thiệu mọi người, đây là bác Truyền, là trưởng ban xây dựng công trình nhà thờ họ Phạm chi tộc xóm Thanh Hùng tại nơi đây. Thì bác cũng là một trong những thành viên gia đình rất là tâm huyết trong cái công việc là xây dựng công trình nhà thờ cho dòng họ của nhà mình. Thì hôm nay bọn con về đây, thứ nhất là thăm lại công trình, thứ hai là cũng xin bác một số ý kiến. Tại vì bác cũng đã rất là sát sao trong quá trình từ khâu thiết kế, đặc biệt là quá trình thi công như này. Bác có thể cho xin một số ý kiến đánh giá về công trình này, nhất là độ thẩm mỹ, thứ hai là với công trình nhà thờ kết cấu bê tông giả gỗ như này, thì với công trình nhà mình thì bác có thể đánh giá một chút đúng không ạ? Khách quan mà nói thì hôm nay thì đến giờ này thì công trình cũng về phần xây dựng và trang trí thì cũng tương đối hoàn thiện, đang vào cái phần sơn. Dạ. Về thẩm mỹ, kỹ mỹ thuật thì nói chung là cũng được mọi người khách quan cũng như là trong gia đình, trong họ cũng rất là đánh giá cao. Cũng mong công ty còn những cái phần việc gì cho hoàn thiện để đảm bảo cho chất lượng kỹ mỹ thuật tốt nhất. Vâng. Thay mặt gia đình cũng xin cảm ơn các đoàn thợ cũng đã xong phần việc của mình và chuyển đi nơi khác, thì cũng để lại cho nhau cái ấn tượng rất là tốt. Dạ. Tình cảm trong lúc làm công việc thì cũng có những cái cần cùng bàn thì cũng rất sát sao, đặc biệt là những kỹ thuật. Và cũng rất mừng đến hôm nay là cũng là đã kịp tiến độ trong cái hợp đồng. Và xin ghi nhận. Thì bác về cái mức độ hài lòng như bác thấy đây, có thể là bác cũng ở khu vực mình thì cũng có thể là có một số gia đình mọi người tự thi công rồi nhỉ. Thì so với lại cái công trình mà bên cháu thi công, còn gia đình gọi là ban quản lý thôi, thì bác thấy là cái mọi thứ tổng thể về mức độ hài lòng của bác với lại gia đình mình như thế nào? Nói chung là về cái kiểu mô hình cách làm như này thì nhà bê tông giả gỗ cũng quanh đây cũng có một số nhà làm, nhưng mà về cái phương thức cách làm thì không được như mình đây. Chuyên nghiệp không bác? Đây, chuyên nghiệp và hình thức đẹp, rồi là độ kết cấu thép thì vững chắc. Dạ. Đặc biệt là mái ngói như hôm rồi làm xong thì thử mấy trận mưa rất to. Mấy trận mưa to đúng không? Cũng rất là đảm bảo. Tại vì là như thế, còn không biết về lâu dài như thế nào. À, cái đội đá thi công thì nói đúng là anh em cũng thi công rất là nhiệt tình và độ sắc nét tinh xảo cao. Dạ. Chúng tôi cũng ghi nhận là những đơn vị mà công ty đã giới thiệu đến làm cho họ chúng tôi thì rất là đầy đủ năng lực và kinh nghiệm kỹ thuật cũng rất là cao. Dạ vâng. Cũng xin ghi nhận cái cử đại diện của các đơn vị thi công đến làm cho họ chúng tôi. Xin dạ vâng. Cảm ơn. À, thì con cảm ơn bác rất là nhiều nhá. Cũng chúc bác và gia đình mình thật nhiều sức khỏe để cùng với công ty đưa công trình mình về đích thành công tốt đẹp. Rồi. Và cái kết quả cuối cùng là một công trình nhà thờ còn đẹp hơn nữa. À, thì con xin phép với bác là bây giờ sẽ quay chi tiết hơn để cho mọi người hình dung hơn, cũng như là sau này sẽ có một cái thước phim tổng thể cả một cái quá trình để mình xây dựng cái công trình nhà thờ rất là tâm huyết của gia đình mình. Rồi. Con xin phép bác nhá. Rồi, vừa rồi thì bạn cũng đã nghe những cái chia sẻ của bác Truyền đại diện gia đình, cũng như là bác là trưởng ban xây dựng công trình nhà thờ này. Thì tiếp theo thì sẽ giới thiệu mọi người một chút. Thì như mọi người có thể xem tổng quan qua những thước phim quay flycam có thể thấy là công trình này được thi công rất là nhanh chóng, tiến độ tới thời điểm hiện tại bây giờ cũng phải đạt được khoảng 90% nha mọi người. Có thể thấy là các bác thợ bên mình đang hoàn thiện cái hạng mục sơn bên trong nhà. Tại vì mấy hôm nay cũng khá là mưa nên là cái hạng mục sơn ngoài trời sẽ phải làm ở phía sau rồi, nên là tập trung ta sẽ hoàn thiện cái phần sơn trong nhà trước rồi mới đẩy ra làm cái phần bên ngoài. Thì công trình này thì công trình loại 1 với rất là nhiều những cái hạng mục. Như mọi người thấy là phía trước đây là toàn bộ là hệ bậc ngũ cấp bằng đá này, đôi cột đèn bằng đá này, rất là đẹp đúng không ạ? Độ sắc nét cũng rất là cao. Hai bên thì sẽ có cái bức tranh như này. Thì vì cũng có rất là nhiều công trình thì cũng tùy vào cái ý định của gia chủ làm cho công trình nhà mình. Thì có nhà thì làm toàn bộ bức tranh, đây là bức tranh bằng đá. Thì có những nhà thì chúng ta chỉ làm những bức tranh này và chúng ta sơn thôi. Đây là hai bên
giống như bộ tứ quý đấy mọi người. Đó, bên trên có cái phần mái che đồng bộ với mái công trình nhà thờ. Công trình này cất nóc thì hôm 14 tháng 3 đó, âm lịch, hôm nay cũng hơn một tháng rồi. Mọi người thấy là bên trong đây thì rất là đẹp. Đây. Đó. À, hiện tại là các bác thợ đang sơn lót nhá. Thì mình sẽ giới thiệu qua một số cái thông số về kích thước để mọi người có thể tham khảo. Đây cũng là một công trình nhà thờ quy mô rất là lớn và khang trang tại quê hương Nam Định. Thì đầu tiên sẽ là cái kích thước chiều rộng. Đây mọi người có thể thấy là 3 gian. Vị trí mình đang đứng ở đây là gian giữa này. Tổng chiều rộng phủ bì của công trình này là khoảng 9m. Còn tổng chiều sâu nếu mà tính hết cả cái phần cột đèn và hệ bậc ngũ cấp ở phía trước nữa sẽ rơi vào khoảng 9m7. Đó, 3 gian thì rất là rộng rãi đúng không ạ? Với quy mô nhà thờ họ và gia chủ sau này sẽ thờ cúng 3 gian. Với kích thước là gian giữa ở đây từ tim tới tim cột là 3m13, hai gian hai bên thì bằng nhau. Và có kích thước là 2m71 mọi người. Đó, rất là rộng rãi đúng không ạ? Và đồ nội thất thì phía sau này gia chủ sẽ kê bên trái là một bộ trường kỷ này để có thể tiếp khách uống nước. Còn khu vực bên phải đây sẽ là một bộ sập đó, để chúng ta có thể sập lễ. Ba gian là ban thờ thì cũng dự kiến là làm đầy đủ luôn về hạng mục cửa võng. Thì với những cái kích thước như bọn mình tư vấn thiết kế và thi công như này thì thoải mái để gia chủ có thể làm, sau này lên thì sẽ rất là đẹp. Đó, bên trong đây mọi người có thể thấy là sau khi mà lợp mái thì những cái viên ngói chiếu hình chữ thọ đã được lộ ra như này này. Đó, sau này toàn bộ kết cấu về đòn tay, về hoành đó, về dui sẽ được sơn giả gỗ đồng bộ với lại cái hệ khung vì kèo này. Đấy, như mọi người có thể thấy là cái hạng mục hoa văn cũng rất là nét đúng không ạ? Rất là đẹp. Toàn bộ là hoa văn ở đây được bọn mình đăng ký về bản quyền, sở hữu trí tuệ, về cái hình thức cũng như là cái độ thẩm mỹ đây. Tất cả là chỉ có công ty mình mới có những cái bộ hoa văn được đẹp như này nhá. Thế mọi người có thể so sánh những cái sản phẩm. Nếu mà cũng có rất là nhiều đơn vị người ta sẽ đắp vẽ trực tiếp, nhưng mà với từ đường Kisato để làm sao cái độ thẩm mỹ về mặt kiến trúc hoa văn ở bên trong được đẹp nhất thì bọn mình sử dụng những cái bộ khuôn silicon rất là kênh nhảy này mọi người thấy rất là cân đối đúng không ạ? Khu vực hiên của công trình này thì làm đồng bộ hệ trồng giường rất là đẹp với nhiều chi tiết hoa văn. Đó, những cái hệ thống điện chờ ở đây rồi, sau này gia chủ sau này sẽ lắp thêm những cái bóng đèn nữa thì nó sẽ rất là đẹp và rất là thoáng. Hạng mục đá ở đây thì còn cái phần ngạch cửa này nhá, cũng là bằng đá này, sau này sẽ có cái phần ngưỡng cửa bằng gỗ hệ cửa bức ba. Thì hạng mục còn lại thì cũng chủ yếu là hạng mục sơn hoàn thiện bên trong bên ngoài này, hạng mục về cửa gỗ nữa thôi, rồi sẽ hoàn thiện nốt về cái phần điện đóm rồi bàn giao gia chủ. Đó, mọi người thì thấy công trình này rất là rộng rãi. Kích thước chiều sâu thì gian thờ đây bằng kích thước chiều sâu của gian hiên là 1m75. Đó, sau này gia chủ sẽ có thể làm bố trí ban thờ 3 cấp nha mọi người. Đó, rất là rộng rãi. Ở gian giữa ở đây thì sẽ là khu vực hành lễ cũng như là tiếp đón khách khứa, thì có kích thước chiều sâu là 3m9, cũng rất là thoải mái rộng rãi rồi. Và chỉ khoảng 10 hôm nữa thôi là bên mình cũng sẽ hoàn thiện và bàn giao cái phần sơn này cho gia chủ. Đó, và với những công trình nhà thờ bê tông giả gỗ thì sau này với những cái cấu kiện như mọi người thấy đây là vị trí cột đồng đồng này, cột cái này. Đấy, rất là thon đúng không ạ? Nở ở giữa và thu rất là cân đối phù hợp với kích thước của những cái xà này. Sau này cái hạng mục sơn của mình sẽ vẽ trực tiếp các cái mẫu ra đây. Đấy, các cái mẫu sơn giả gỗ ra đây để gia chủ có thể chọn. Vì có những nhà thì thích cái màu gỗ cam xe, có những nhà thích màu gỗ lim, hoặc có những nhà thích cái màu gỗ rổi. Đấy, rất là nhiều màu sắc về giả gỗ thì gia chủ có thể lựa chọn để phối toàn thể cho công trình của mình. Đó, rất là đẹp và tuyệt vời. Xin mời mọi người cùng chiêm ngưỡng một lần nữa cái sản phẩm công trình nhà thờ bê tông giả gỗ do công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình Bắc Truyền tại đây, từ bên ngoài và đặc biệt là cái phần bên trong đang thi công này. Đó, và hy vọng qua video này thì các bạn có thêm những cái thước phim chân thực nhất những công trình nhà thờ từ đường mà từ đường Kisato đang xây dựng trên 63 tỉnh thành. Và nếu các bạn có nhu cầu về thiết kế xây dựng thi công công trình từ đường nhà thờ cho gia đình dòng họ nhà mình thì có thể liên hệ với từ đường Kisato theo số hotline bên dưới nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.